Con là A, tạo nhiều ác nghiệp. Nếu con tái sinh thành B, thọ lãnh nghiệp xấu vậy, liệu có đúng nhân quả không sư? Cái chuyện tái sinh nó hơi xa, sư nói cái chuyện gần hơn một tí đi. Quý vị có biết là trong khoảng 40 năm thì hầu như toàn bộ tế bào trong cơ thể của chúng ta nó được đổi mới hoàn toàn. Có nghĩa là mình bây giờ và mình 40 năm sau á, nó hoàn toàn là một cấu tạo khác. Nó không còn là một cái cũ nữa. Bây giờ mình mượn. Rồi 40 năm sau mình nói à không. Cái 40 năm trước nó không phải 40 năm sau. Bây giờ là tôi khỏi phải trả nợ. Có ai đồng ý không? Hoặc là sư nói như vậy đi. Bây giờ quý vị mua nhà đúng không? Ký giấy tờ rồi mua nhà rồi. 40 năm sau, người ta nói cái người chủ ngôi nhà này không còn nữa. Mặc dù đúng là cái tên mình còn đó, nhưng họ nói là cái người ký 40 năm trước và 40 năm sau nó đâu còn đâu. Xét theo từng cái tế bào trong cơ thể, hoàn toàn không còn một cái tế bào nào của một con người 40 năm sau so với con người 40 năm trước, không còn. Vì họ lấy nhà quý vị chịu không? Nếu như mình bây giờ mình hơn 40 tuổi rồi, thì toàn bộ những tài sản mình có hơn 40 năm trước là bây giờ nó không còn thuộc sở hữu của mình nữa. Quý vị có chịu không? Thành ra đó, mình nói hơi kỳ, sao mình khôn quá vậy? Hả? Cái gì á là nó tiện lợi, nó đem lại sự sung sướng, đem lại sự hạnh phúc thì mình ôm nó. À, thí dụ như bây giờ tôi làm phước, qua đời sau tôi phải được hưởng cái phước đó. Nhưng mà tôi lỡ tôi làm bậy thì thôi cho nó ngoại lệ đi. Ở đâu ra vậy? Ừ? Không có chuyện đó. Mình bây giờ mình 10 năm sau, 20 năm sau, nếu mình sống thêm hơn 100 tuổi thì 100 năm sau mình vẫn phải chịu trách nhiệm cho cái hành động mà trước đó mình đã gây ra. Không cần cứ đi tái sanh đâu. Còn nói xét về tâm á, là tâm chúng ta sanh diệt từng sát na. Bây giờ nè, cái tâm của sư bây giờ. Và bây giờ nè, cái bây giờ hồi nãy và cái bây giờ lúc bây giờ đó, nó không còn là một nữa. Tâm nó sanh diệt nhanh lắm. Như vậy thì có phải là bây giờ sư không cần phải chịu trách nhiệm cho những cái sư vừa nói hay không? Thành ra đó, chúng ta không nên lựa chọn một cái kiểu hiểu nhân quả như vậy. Còn quý vị muốn nếu mà thấy là cái cách giải thích của sư nó còn chưa có hợp lý thì trong cái giáo thọ ấy, không phải trong Milindapanha, tức là meeting vấn đáp á, ngài Nagasena có đưa ra một ví dụ như thế này. Nhà trai á đến đặt sính lễ để cưới cái cô gái. Nhưng mà tới cái ngày cưới á, thì nhà trai thấy là cô gái bị gả cho người khác, mới đem kiện lên trên nhà vua. Thì bên nhà gái mới nói: tôi nhận sính lễ của anh này á, là nhận của ngày hôm trước, và cái cô của ngày hôm trước á, cô không phải là cô của bây giờ. Cô bây giờ là cô để cưới cái anh kia, còn cái cô mà nhận sính lễ trước á, thì không phải là cô bây giờ. Ngài Nagasena hỏi á, là nếu như nhà vua xử cái vụ này, nhà vua có đồng ý hay không? Đương nhiên là không. Hoặc là ngày hôm nay mình đi ăn trộm, qua ngày hôm sau mình bị bắt, mình có thể nào mình lý luận á, là cái người ăn trộm là cái người ngày hôm qua kìa, không phải người ngày hôm nay đâu, cho nên là đừng có bắt tôi. Hôm nay tôi không có ăn trộm, cái ăn trộm là bắt của ngày hôm qua, thì có được không? Hoặc là bà vợ mình cưới ngày hôm nay,
qua ngày mai là không còn là bà vợ của mình nữa, thì tức là ai muốn rước đi thì rước, có chịu không? Cho nên là nhân quả đừng có suy nghĩ nó làm cho mình rối, rồi mình bắt đầu mình nghĩ nó lan man, bắt đầu mình nghĩ sai về nhân quả.